nó đẹp như thế nào, nó bên ngoài. Sẽ giới thiệu đến mọi người cái vàng cá mà trị giá 35k ha. 35k thì con cá nó sẽ như thế nào và nó đẹp như thế nào. Đó, để bên ngoài của nó ra sao ha. Đây là em cá 35k luôn. Đó, cho mọi người chiêm ngưỡng sắc đẹp của cá lia thia 35k. Beta. Beta là mọi người. Đây có con cá màu trắng, con này cũng 35 cành luôn. Cái đuôi nó trắng tinh luôn, cái mình nó màu sâu quá. Đây con này cũng 35 cành. Cá 35 cành. Bữa nay mình thấy mấy con 35 ngàn là mấy con cá màu trắng là nhiều mọi người. Ủa con cá màu trắng còn con cá gì à? Hả? Latinin hả? Latinum. 35 cành là có nhiêu đây thôi. 35k. Có nhiêu đây là 35k thôi, còn lại là cá 20 với cá 10. Đây mình ra coi mấy con cá phía sau của bạn Thanh Liêm nuôi ha. Đây mấy con cá bảy màu đang nuôi trong cái thùng xốp nè mọi người. Nó có con ốc táo nữa kìa. Trên này có cái thùng mà thùng cá con bảy màu con đang sinh sản. Đây có con trống, con mái, cá beta hả ta, một con beta với ô con gì đó, ối lộn, con cá bảy màu lúc bi gì đó, mình nói nhầm á mọi người. Con này sắp đẻ nè, cái bụng to ghê luôn, đẻ con ra kìa, quá trời. Này cái này cá bằng vớt đi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Còn có mấy con. Wow, ở đây có một cái gỗ cá còn như thinh nè. Nãy là mình tưởng tiêu gỗ mấy con cá này, bữa nay nó đẻ ra đây, bữa nay bự bự rồi. Đây một cái đàn cá con. Ở đây có cái thùng gì ta. Ủa cái này có gốc này có ba con. Nhưng còn ốc táo. Đây mới giống như mấy con cá này, cá nhỏ hàng say mini. Nguyên một cái đàn cá nữa nè. Cá bảy màu này bạn nuôi nhiều dầu lắm mình không biết. Đây trước mặt mình là nguyên một cái hồ cá. Cá lô kiến mà màu vàng á mọi người. Mấy con này là dọn vệ sinh hồ, lọc vệ sinh hồ rất là ok luôn. Thì bà gon. Đây cá ganh chu nè, có cá ba đuôi. Ba đuôi với ganh chu. 15 20 ha. Đây có mấy con cá sican. Sican này bạn bán 4.000 con, 10 con thì giá khác ha. Bạn sẽ có khuyến mãi thêm là 35.000 nếu bạn mình mua số lượng nhiều. Này mấy bạn anh Hà Lan sữa. Hà Lan sữa không giờ bạn bán muốn hết rồi. Này mấy con cá. Cái con này mới đẹp nè. Quá đẹp luôn. Tiếp tục là mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái hồ cá mà kim tiền như bạn bán sạch rồi còn có 2-3 con nè. Một cái hồ quá là nhiều luôn mà bán hết trơn ha. Đây là cái hồ cá chép nè. Chép phụng. Phụng này màu trắng nè, màu vàng nè, màu cam nè. Tha hồ cho mình lựa chọn luôn cả nhà. Thích màu nào có màu đó. Quá đẹp luôn.
Có con cá chê, chê benda với con cá phát tài kìa. Đó. Này còn cá ép. Còn đây là một cái hồ cá gầm hạt lũ đỏ mọi người, thì bạn cũng giá là mềm đi ha, 4.000 con thôi, nhưng mà nếu mình mua sỉ 10 con thì bạn tính khác mình xíu ha, cho thêm á. Đây là bình tích 3.000, riêng bình tích thì nó rẻ hơn cá kia 1.000 ha. Đó, mấy con này màu trắng nè, màu vàng nè, màu muối tiêu nè, quá trời luôn, trắng vàng muối tiêu ha. Cá sông kiếm đuôi đỏ, đuôi nhọn ha, sông kiếm, nguyên một cái hồ cá sông kiếm ở dưới bạn nuôi cá khá là nhiều ốc táo kìa. Ốc táo đây để sinh hồ à, cái hồ này mới đẹp nè, cánh bườm của tiễn. Đúng đẹp luôn. Đây là hồ cá bườm cánh tiên đó mọi người. Hồ cá mu ly bữa nay nhập về nguyên một cái đàn dưới ta. Mu ly bữa nay nổi trên mặt nước kìa. Bên đây là tiếp tục cái hồ cá này ha mọi người. Đó. Quá đẹp luôn. Có con cá chê benda nó chui vô đây rồi. Chê cá chê mối dịch. Hồng vĩ mối dịch chứ. Chui vô đó rồi. Ôi trên đây có mấy con cá này đẹp vậy. Tay bơi. Đây có con con nữa nè. Quá đẹp luôn. Năm chú cá mới mang về. Đây có mấy con cá bảy màu. Cá bảy màu nè mọi người. Đây. Này có mấy con tay bơi nữa kìa. Quá đẹp luôn. Ở trên đây có một cái hồ cá bảy màu á. Đây 4 con cá chép sư tử trắng. Lúc nào nó cũng đẹp. Chứ có còn cá chép sư tử màu khác nữa kìa mọi người. 4 con bự, 1 con nhỏ ha. Đây. Cá sấu quá tiễn. Quá xá đẹp. Trời ơi, có con cá. Trời ơi, này cá này bà bán hết trơn rồi, còn có một con. Đây phía trước bạn có một cái hồ cá khá là đẹp đó mọi người. Ồ, cái con cá nè, hồng két nè, tay tử châu Phi nè, két vàng nè, hồng két, tay tử châu Phi, két vàng. Này có mấy bạn nhím kìa, nhím châu Phi. Nhím châu Phi bạn nuôi trong cái lồng ha. Cái này lớn, khỏe quá ha. Là hồ cá cảnh công nghệ buổi tối. Trời bữa nay quá trời cá ông tiên luôn. Cá ông tiên, cá dĩa, cánh bường. Thì phía trước có một phút lúc nào cũng đánh ghé đi chơi chứ ha. Đó. Rất là nhiều phụ kiện để set up cái hồ cá cảnh cho mình.